ចាសសួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីការធ្វើដំណាប់ផ្លែឈើមួយមុខដែលមានភាពងាយងាយស្រួលស្រួលមែនទែនចាគឺដំណាប់ផ្លែ bạn tỏ bị bẹt bàn hái dừng dừng mà liên tục cái nát ngọc này cha dừng dừng mà liên tục sát hay nâng lọ tông về trái nhấp của cái lá vi miên phai khác vi miên chọc tông nữa lại cha này khi ông bẹt từng tông đó là dừng liên sát tới hay bẹt tông bẹt trái nhấp sát đó nát cha ខ្ញុំលាងទឹករួចរាល់ស្អាតអស់ហើយចាហើយផ្លែឈើហ្នឹងគឺប្រហែលជាជាងកន្លះគីឡូទេឃើញវាច្រើនអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែវាអត់ធ្ងន់ទេទាំងអស់គ្នាចាវាផ្លែអត់ទូចទូចទូចហ្នឹងតែវាអត់ធ្ងន់ទេចាប្រហែលជាជាងកន្លះគីឡូទេអញ្ចឹងយើងយកវាទៅស្ងោរអស់គ្នាចាតែយើងអត់ដាក់ទឹកទេណាគឺយើងស្ងោរស្ងួតតែម្ដងចាព្រោះអីតិចតិចទៅគឺវាចេញទឹកមកហើយចា cho cô làng chẳng tới có mọi khách việc khách bác đã đừng có việc ngụt hay mình tạch tiết nó cứ việc trên tật màu mà đâu mà tạch bằng thôi mình tạch hay chả hơi nhỏ tạch này chả việc trên tật màu chờ nó lắm hay dương cầu việc mưa việc tòa ta phải chờ nó việc lùi chứ tạch này chả vì đại việc khơi đại việc lùi hái lọ hái dương chạm vi chanh màu hay dương cho ở tận đặc nông cật tròn đầm bay ở trò hồi vía thì ngọc này trò vô tật vía bộ ấy vi miên à phai nó vi miên khọp vi miên khọp tui hay răng đôi khọp tập bài chân tay vi còn tập tu chim khọp tập bài còn bàn tay khọp vi rừng thì ngọc này cha chẳng dương thời ta chùa vi chanh nhất nữa cha
cho đọc bạn nhé, đừng có nghe dừng vô tự tự về cho cả vì nắng cứ dừng chào là vô tế. Nhi từng học nia ở score ở pisa xâm rạp ở thưa đồng nạp tay mặt đòn dương ở vô score thoa mặt đá thì cha phù ở score thoa mặt đá cứ thưa tới vị ớt khác về từng học nia cha score này cứ score xâm rạp ở special thưa đồng nạp tay mặt đòn thoa mặt đá phải chơi mười cái lỗ nhưng đã score nó mười cái lỗ đôi khi có vấn đề nên khi mà sơ cho chân nhầm phải em trả nên chẳng những nhầm đỏ score chân kha phải chơi nên nhóm chiên cả là cái lỗ chẳng nên nhóm đã thật buồn rồi cả mấy cha ở đó cả là cái lỗ score thì cha mình nhận ngọc đi khơi hái cứ chơi đam tất phải chơi nên hái nhưng chạy score châu hay chừng cô vì mà sập tú quá ngọc này cha cô vì ở châu bài score nâng chỉ mỗi nâng ở tất đập nạp bao nhiêu nâng thứ bởi những gì tới cứ biết sẽ điền nâng ca đại dương thôi cho huy nhắm thôi cho huy nhắm cứ sẽ điền cái cha như câu chẳng mà tụt tới mơ tài riêng ở châu chiết ở score cho mỗi nâng tật đồng nạp dương hết trăm dương bật phướng dương đã châu cha hay là tật đồng nạp dương khơi tha bàn là mồm lo cho anh hái chẳng dừng đuổi lại cái quá được nè cha cái này cứ dừng sang ngao sau về lần xa hai cha sầm lập mèo hay lần xa ở hai cha dừng cho cái là đại xa đó nhưng bây giờ đại xa tục là bỏ dừng bàn du cha đây là đầm nạp dương rượu rồi là hỡi chẳng dương bật vía chả bật vía tàng nơi cái đào tàng đó rút một nẹt khá cái kê bật về từ trẻ hai bàn kê bật cầm rổ hai kê ở cặp cung vía làng lừ có bàn tay nên khi ở ọt chẳng phải thường chẳng ngay chả cứ tục bàn lọ đôi khi nhé tay dương ta bật ở bê đề viên nơi cái đào phim phim á chả không do cây mà buồn cây tìm buồn cây tay tàn bật bàn tạ bày dài thế hay nơi sau tịnh nơi không chàng này chả hay nít bầm la ngất ngọc này cha hay dưng còn ngọc này plu dưng bị bớ hay dưng đạn đầm nạp bị lừa nâng tít tới cha chinh ngang cha thân cái chinh ngang nhé phụ anh nick nhom từng lọt thưa chỉ riêng rồi chăn nắm á na từng ngọc này cha chẳng xong ở cấn chúc nên là video cào ở cấn chan.